có thử tư thế xuất phát cho lại các bạn. Đó. Ồ, đang xuất phát cho lại đây. Cái mỏ vẫn đầm các bạn thấy không? Phóng là nó phóng nhưng mà cái mỏ vẫn đầm. Không quản. Ok à. Không quản lúc nào cũng nhảy nha các bạn. Ok à. Bây giờ thì mình đã tập mấy tăng rồi thì chắc cũng có thể là nghệ nhân hay là các đoàn ghe thì chắc có thể là hiểu được cái tốc độ của ghe như thế nào rồi. Và bây giờ thì quyết định để nữa hay là chỉnh sửa nữa thì tí xíu nữa mình sẽ biết nha các bạn. Lúc thay cây câu thì cũng có một số nghệ nhân nói là nó đi chưa có được theo như ý. Nó phóng thì nó phóng nhưng mà chưa có đi không. Cho nên là mới thay đổi cây câu lại. Thì không biết sao đây. Rồi giờ là ra lên trên xuất phát nữa. Giờ là ra lên trên xuất phát lại đó các bạn. Giờ lên trên xuất phát lại để cho có đồng viên của chúng ta ngay chân đây để xem. Giờ để đón coi cái lực, tốc độ và cái độ đi nó như thế nào. Rồi, vậy là ra lên trên nó xuất phát xuống. Đây cũng là nhà đương kim du lịch mùa rồi nha các bạn. Tại huyện Gò Quao 2022 là cự ly là 1.200m của tổng quản các bạn. Bây giờ ghe trở lên đây để xuất phát trở lại. Đây cũng là một cái đội ghe thể loại là nằm quyện mạnh nhất năm 2022 nha các bạn. Bây giờ tư thế chuẩn bị sẽ xuất phát trở lại các bạn. Để cho anh em nghỉ nha, mệt tí xíu rồi. Nói chung bữa nay thì ở đây tí đúng là phải 9 ghe trên sông này, nhưng mà cái là những ghe kia có thể là lại chưa kịp nha các bạn. Trước mắt thì ở đây chỉ mới có 3 ghe thôi, còn là 7, còn là 6 ghe nữa. Ôi, có tư thế chuẩn bị các bạn. Đây các bạn cùng xem sẽ xuất phát trở lại nha. Đó, tổng quản.
Làm như bự hơn. Ủa, rồi mới lên kịp cái gì á? Kiểu lên tới vậy. Trời. Chiều này dựng lên tới tới rồi, làm ra luôn á. Đó là ở đây luôn. Không đâu. Sự xó cửa hãy cha cà nhung và tổng quản thử cửa luôn các bạn, thử ngay trên sông luôn hãy cha gây cắn nha. Rồi ơi, có buổi tập vợt còn có sự xó cửa luôn đây các bạn, tổng quản và cà nhung có sức thử với là đương kim vô địch, coi cà nhung có vượt qua với đương kim vô địch tổng quản hay không hãy cha. Nhưng mà mình thấy thì cà nhung có thể là đã cái mũi hơi trước rồi nhé các bạn. Đây cà nhung tổng quán, đây là một sự so cửa cỏ thôi. Qua wow, bên cà bên tổng quản thì chúng ta đã buông dâm, không cho biết sức của cà nhung luôn. Ô, tổng quản đâu các bạn, đây cà chứ có chạy bơi không lại đâu.
Đây cà nhúng dài hơn mà. Ừ, đây bơi cho lắm đó. Đây tiếp tục cà nhúng các bạn. Cà nhúng tiếp tục tập nữa nha. Ôi ơi, đây đụng với nhau luôn. Đây là của Sóc Giang mới. Ba ghe này là của huyện Gò Quao. Huyện Gò Quao mình chưa xuất hiện ghe nào hết các bạn. Đây là Sóc Trăng mới nha. Sóc Trăng mới thì hồi nãy giờ anh em cũng đã chỉnh sửa con câu khá nhiều. Đó thì tiếp tục bơi xuống đây. Nhưng mà không biết thế nào đây. Rồi tổng quản thì chắc có thể là anh em đã lắp vô nghỉ tăng. Oh, quá vui. Mấy bà chị mình nè các bạn. Hết hầu luôn chưa? Quá vui. Đây là ba ghe của huyện Gò Quao đã có mặt tại sông của Thạnh Hưng. Chứ còn huyện vùng miền mình thì chưa xuất hiện một ghe nào hết. Và thêm hai ghe ở huyện bạn nữa các bạn. Là ở huyện là Hồng Dân Bạc Liêu. Là ghe Địa Muồn. Kế đó là ghe Bất Tung của Ôi cà nhung các bạn đang bơi trở lại nha. Trời ơi những cái mái chầm của cà nhung các bạn cũng thấy là khá đều. Ôi các bạn xem mũi ghe cà nhung của chúng ta không còn nhảy như trước nữa nha các bạn. Đi kìa. Đi ghê vậy trời. Giờ cà nhung cái này quá đi luôn các bạn. Anh em chỉ là xảy dầm lay gai thôi. Nhưng mà các bạn thấy tốc độ nó vượt coi kìa. Đây là chưa xuất phát nữa đó nha các bạn. Chưa có đánh nước rút nha. Đó, bắt đầu anh em có thể đánh nước rút đây các bạn. Đó, bắt đầu tăng tốc. Kìa, tung nước thôi. Cà nhúng dữ lắm mà chơi không quá rồi.